công nghiệp Phú Mỹ 3, một trong những khu công nghiệp gần cảng biển ha. Cái mép thì vải quy hoạch mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đây một trong những nơi quy hoạch mới của thị xã Phú Mỹ, đây trung tâm thành phố cảng, thấy quy mô có thời gian mình đi qua chút công việc ha, quay cho mọi người xem. Nơi cảng biển và sân bay Long Thành, khu vực hoạt động biển kinh tế miền Nam Đông Nam Bộ, quy mô rất là nhiều, đang phát triển. Đây là đi thẳng ra cầu và ra cảng này. Công ty hải cảng biển xây dựng phát triển rất nhiều. Đây thì những cổ phiếu mà hưởng lợi trong cảng này. Đây qua cảng rồi, qua đây bắt đầu vào cảng rồi. Đây những quy hoạch mới, còn cảng thì vài cái mép. Mọi người thấy quy mô của cảng rồi, trong những cảng biển mà lớn nhất châu Á, cảng biển sâu quá, sâu đến thứ mười mấy của châu Á, quay đến thứ 19 thì sao? Bể mà chứ khay chứ dầu à. Xe mình thấy quy mô tốc độ phát triển á. So sánh rồi mình thấy được những tại sao đây là những quy mô nền kinh tế là hàng đầu của cả nước, đến thời điểm đầu tỉnh thành và GDP rất lớn, đóng góp nền kinh tế là nhiều. Thì mình đi đầu tư mình phải biết được những cái vấn đề, có nhiều vấn đề trong đầu tư, mình biết được mình đóng góp đầu tư khu vực thì nhiều nó sẽ có được cái cơ hậu. Hiệu Sung của Hàn Quốc, trong những cái công ty là khi hóa lỏng này. Nó làm về vật liệu quá, là trong rất ngành nghề chưa tìm hiểu rõ. Như là bể lọc khí giá dầu ấy, nó phải sợ hay sao? Đây là những đoạn máy mới, đoạn mới xây vài năm trở lại đây. Những cái năm trước là giống FDI đầu tư nhiều. Tân cảng cái mép, trung tâm kho vận đây ha. Cái nơi phát cảng biển thì đi đâu với là logistics ha, cảng kho bãi đồ rất là nhiều. Rồi hồi trên đường cảng thì vài cái mép này. Đường liên cảng kết nối nhiều cảng ấy.
nó có nhiều cái cả mọi người, tại riêng một cái nhiều cổng. Chào mọi người ở video tiếp theo ha.